Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin review một căn nhà phố nằm ở hẻm. Xe ba gác ra vào thoải mái và con đường trước nhà của chúng ta rộng khoảng tầm 2,5 m. Rất là thông thoáng dễ đi và cách đường lớn Quỳnh Tấn Phát chỉ tầm là 200 m mà thôi. Xung quanh thì hàng xóm thân thiện, khu dân cư hiện hữu, cao ráo không ngập nước. Rất là nhiều tiện ích xung quanh như là chợ, thế giới di động, trường học cấp 1, cấp 2, bách khoa xanh. Rất là nhiều tiện ích khác xung quanh khu nhà, khu vực ở của chúng ta. Và đây là con hẻm trước nhà, rộng rãi, dễ đi, thông thoáng. Hàng xóm thì cực kỳ thân thiện và dễ thương luôn. Đặc biệt là giá nhà này thì hiện tại có cái diện tích rất là rộng rãi luôn. Nhiều cô chú anh chị khách hàng cũng rất là mong muốn là tìm kiếm một và sở hữu một căn nhà nhỏ xinh xinh như thế này, giá dưới 2 tỷ. Và diện tích nhà này là 3m4 x 8m, hướng đông nam, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ và 2 toilet. Nhà được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với gia đình khoảng tầm 3-4 thành viên ở thoải mái. Từ nhà của chúng ta di chuyển về chợ Phú Xuân chỉ tầm là 5 phút xe máy, về trung tâm Phú Mỹ Hưng khoảng tầm 10 đến 15 phút xe máy. Đường thông thoáng dễ đi, cao ráo không ngập nước và cũng không bị kẹt xe nữa, cho nên là quý cô chú và anh chị cứ yên tâm. Đó, nhà thì thiết kế cái dạng mà phong cách sang trọng hiện đại như bây giờ. Ở bên trong thì gia chủ làm cho những cái thiết kế nhờ làm cho căn nhà của chúng ta có thêm phần điểm nhấn. Gia chủ gửi tặng lại bộ bàn ghế salon, có những cái nội thất cơ bản bên trong căn nhà thì gia chủ sẽ gửi tặng toàn bộ lại cho quý khách hàng. Nhà chúng ta có hai lớp cửa, một lớp ngoài là một lớp cửa kéo và tiếp đến là nhờ lớp cửa bốn cánh, rất là chắc chắn và an toàn luôn. Và hiện tại có nhiều cô chú anh chị khách hàng cũng liên hệ cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan và tìm cái diện tích nhà bề ngang rộng rãi và chiều dài 8m như thế này, thì hãy liên hệ cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan hai số điện thoại 0931 822 932, số thứ hai đó là 0932 238 133. Kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin hân hạnh được phục vụ quý khách hàng 24/24 và hỗ trợ quý khách hàng khi chúng ta mà từ hoàn thiện nhà luôn để nhận nhà ở luôn. Cô chú anh chị cứ yên tâm và gia chủ cũng sẽ bảo hành khi chúng ta sở hữu căn nhà này. Nếu trong giai đoạn chúng ta ở có vấn đề như là điện nước thấm ha, có những cái vấn đề về bên trong căn nhà thì hãy gọi ngay, liên hệ ngay cho gia chủ thì sẽ cho người đến bảo hành miễn phí. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm. Khoảng không gian bếp thì tương đối nhỏ gọn, rộng rãi. Gia chủ cũng lắp sẵn kệ tủ bếp gửi tặng lại cho quý khách hàng, bộ bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhà thì thiết kế rất là rộng rãi luôn. Hoặc là cô chú anh chị nào muốn mà đầu tư nhà bất động sản để chúng ta cho thuê thì những cái căn này cũng rất là thích hợp. Nhà này thì cho thuê dao động từ 5,5 triệu đến 6 triệu một tháng. Hoặc cô chú anh chị nào muốn biết thêm nhiều căn nhà đẹp giá rẻ ở khu vực Phú Xuân, quận 7 và Nhà Bè thì hãy liên hệ cho bên em, sẽ hỗ trợ quý khách hàng chúng ta đi xem nhà một cách thực tế nhất có thể. Bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan bên dưới có rất là nhiều nhà đẹp giá rẻ, có nhiều căn sẽ phù hợp với nhiều khách hàng. Đó, có nhiều cô chú anh chị sẽ lựa chọn những cái căn mà thích hợp với mình thì bên em sẽ có những căn rất là đẹp luôn. Đó, cô chú vào xem thực tế ở kênh Bất Động Sản Tùng Loan. Nếu mà cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh trực tiếp bên dưới và vào xem những cái clip nhà đẹp giá rẻ ở bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan có rất là nhiều. Và em xin nhắc lại pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng, đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ riêng biệt. Khi chúng ta mua bán thì ký mua bán trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước. Quý cô chú anh chị có thể chọn hai hình thức, đó là một là công chứng ủy quyền, hai hoặc là ký công chứng mua bán trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước, sẽ bàn giao lại sổ hồng của căn nhà cho quý khách hàng chúng ta giữ. Đó, pháp lý thì cực kỳ rõ ràng và minh bạch luôn. Và giá của căn nhà này là chỉ 1,7 tỷ, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí tại thời điểm này. Và nhân dịp cuối năm thì bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý cô chú và anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ kênh Bất Động Sản Tùng Loan rất là nhiều. Và bên kênh cũng cam đoan với khách hàng một điều, đó là mua bán hàng chính chủ không qua trung gian nhiều đầu, để cho nhiều cô chú anh chị yên tâm. Và em Loan xin nhắc lại pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng, đồng sở hữu.
mỗi nhà mỗi sổ riêng biệt, mua bán ký công chứng ủy quyền hoặc là ký công chứng mua bán trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước, và gia chủ sẽ bàn giao lại sổ hồng của căn nhà cho khách mua. Pháp lý cực kỳ rõ ràng và minh bạch luôn. Giá của căn nhà là 1.700.000.000, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí tại nhân dịp cuối năm này. Và bây giờ em xin mời toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta ngắm lại hình ảnh bên trong căn nhà một lần nữa để chúng ta về có thể bố trí theo mọi sở thích của quý khách hàng. Mặt tiền bên ngoài căn nhà cũng rất là sáng sủa và bắt mắt luôn. Cô chú anh chị nào đã xem kênh Bất Động Sản Tùng Loan rất là lâu thì chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký trực tiếp bên dưới, cho bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan có thêm động lực. Mỗi ngày sẽ ra một clip nhà mới để cho quý cô chú anh chị chúng ta xem tham khảo. Và cũng nhân dịp cuối năm thì kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chúc đến toàn thể quý cô chú và anh chị có thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an trong cuộc sống. Và xin gửi lời trân trọng chào tạm biệt ạ.